không thấy vú không? Rồi ok mày bấm đi. Rồi hello anh em, thì gần Tết rồi, nhiều anh em á có nhiều câu thắc mắc với mình á là khi mà mình mua xe mới về á, mua xe cũ về mình sử dụng thì mình cần làm những gì. Thì trong cái clip này á, sẵn mình mới tìm cho anh em được coi cho anh em dùm một cái con xe, đó là MT03 ha. Thì có xe nào thì mình quay xe đó cho anh em, thì mình sẽ tư vấn anh em là mới xe về mình sẽ kiểm tra những gì. Thì như ví dụ khách hàng bên mình là như em trai này là mình đã tư vấn hết đầy đủ rồi. Có vô không? Vô chơi luôn. Đây, ngồi anh xe. Nhiêu tuổi rồi? Dạ 18 anh ơi. Hôm qua anh coi xe cho em có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình, rất nhiệt tình. Chỉ nhiều bí quyết lắm anh em. Mình dắt đi coi xe là biết được nhiều bí quyết hơn. Bây giờ con xe này thì hôm qua anh em mình coi hết rồi, thì như xe cũ thì nhưng mà xe này xe lướt, nó mới. Thì bây giờ như anh qua anh tư vấn là mình cần thay nhớt nè, lọc nè, tại cái lọc này nó lọc thường. Rồi mình nước mát thì không cần thay, tại xe này xe lướt, nó mới đi có 4.000 cây à, thì mình đâu cần thay nước mát tới 10.000. Thì chỉ vậy thôi, xe lướt thì về lọc nhớt rồi. Bây giờ xe này thiếu chống đổ, thiếu cái chống đổ với lại cái bảo vệ các nước. Hai cái đó là mình chắc chắn là mình phải lên. Rồi ok, chia sẻ lại cảm giác khi mà hôm qua anh em mình đi coi xe. Nó phấn khích lắm anh, lúc mà ngồi lên chạy đã. Xong rồi ý là lúc mà trước ngày trước đó thì hơi nôn xíu. Thì con xe này là mình nhận đi coi giùm em, thì coi rồi mình báo hết tất cả tình trạng xe. Thì ok, hai anh em qua là quằng cả buổi tối người ta luôn. Đó thì đó là những gì mình chia sẻ cho anh em, là khi mình mua xe cũ về mình cần kiểm tra cái gì, mình cần làm cái gì. Thì đối với những xe lướt thì mình chỉ cần kiểm tra nhớt, nước mát, rồi một số cái phụ tùng cơ bản. Còn đối với những xe mà đi nhiều nữa thì nó sẽ chuyên sâu hơn, ví dụ lọc gió, bugi, rồi bạc đạn, chán cổ rồi này nọ đó anh em. Nói chung có nhiều thứ phải coi. Hôm qua hai anh em mình cũng đã coi hết rồi đó, thì mình hỗ trợ anh em rất là nhiệt tình đó. Sẵn mình làm clip này rồi, lát mình quay là mình thay nhớt rồi mình quay hết vô đây cho em trai dễ theo dõi luôn đó. Ok em ha. Dạ em cảm ơn. Rồi chia sẻ đi với mình có vui không? Dạ vui, trời, hai anh em phượt xuống tới Thủ Đức chạy tới lui chắc cũng hơn 50 cây. Rồi đi để tìm một con xe đẹp thì nó tìm nó không có dễ đâu anh em. Xe đẹp thì phải chịu khó đi coi thôi, mà mình nghĩ là cũng rất là khó tìm. Nhưng mà anh ra rồi thì xe cũng được, chỉ có một, đương nhiên cũng sẽ có một số điểm mà mình không có thích, nhưng mà so với tổng thể xe thì ok. Thì cũng có số điểm anh em mình coi, cũng một số điểm chê, ví dụ cái chắn bùng này nè không có đẹp đó, mà chắn bùng này có thêm mà, thì coi kệ nó để luôn. Rồi thì xíu mình sẽ quay. Đây là cái con MT03 thế hệ 2, thế hệ 1, thế hệ 2 thì nó có cái đầu này như thế này. Rồi ok, để mà hôm nay mình sẽ tập hợp đủ đồ chống đổ nè, bảo vệ các nước nè, rồi nhớt, vỏ, rồi mình sẽ thay, rồi mình vô lên clip luôn cho anh em coi một lần. Rồi thì bây giờ mình tiến hành thay nhớt với thay lọc cho em nó đó. Và ở những cái con xe lướt á, nó khác những cái con xe mà đi nhiều á, là bởi vì xe lướt thì mình không có cần làm nhiều anh em. Ví dụ như cái lọc này là lọc zin từ lúc mới lấy về nè. Lọc này cũng phải lọc zin nữa. Lọc này như là thay rồi nhưng mà thay lọc dởm anh em à. Đó. Thì tháo đi. Rồi. Thì mình thay lọc, thay nhớt thôi là xong. Còn nước mát này chưa tới kỳ thay nha anh em. Nước mát này con này cũng phải đi 6.000 nữa mới thay. Và khi em xe này nó còn khá mới thì mình sẽ vô một cái loại nhớt nó lõn chút xíu, tại xe nó còn mới á, máy nó còn khít. Đó, này là thay lọc nha anh em. Gỡ cái lọc ra. Lát mình sẽ vệ sinh ở dưới cho sạch sạch luôn. Mình để vậy luôn, sẵn tháo cái bẩn ra mình vệ sinh dưới cho sạch luôn. Này ốc nhớt dưới lọc nó nằm gần nhau luôn ha, cũng đơn giản. Đó, nhớt này thì lúc mình đi xem xe thì thấy nhớt nó cũ rồi. Nói chung mấy con xe này cũng dễ coi nhớt lắm. Và nhớt này người ta đi chắc nhớt cũng nhớt loại thường thôi anh em. Khoảng tầm 100 mấy thôi anh em. Đối với mô tô thì mình vô đừng có tiếc tiền anh em, vô mắc xíu cũng được.
xíu mình chờ cái chống đổ về mình lắp vô luôn, mình quay cho anh em xem. Mới lắp cái bảo vệ két nước nè. Đây, đây là nhớt cũ. Tại mình quay clip trực tiếp cho anh em, nếu mình không up thì mấy cái xe mình làm cho anh em mà anh em gửi lại mình cũng quay clip riêng hoặc chụp hình gửi riêng cho anh em, để anh em yên tâm là anh em biết là xe mình đang thay cái gì, đang làm cái gì, nó dễ theo dõi nha anh em đó. Còn cái này thì mình đăng clip lên YouTube cho vui, có những xe mình không có đăng đâu, có những xe mình không đăng nhưng mình vẫn quay clip để mình gửi lại cho chủ xe. Chủ xe người ta nhờ làm thì mình làm giùm cho người ta cho đàng hoàng đó anh em. Đó, gần Tết rồi anh em tranh thủ nha anh em, tranh thủ ghé mình để chăm sóc xe để mình ăn Tết nha. Anh em mua ở đâu cũng được, qua bên mình tư vấn cho. Anh em cứ mua ở đâu cũng được, đừng có ngại nha anh em. Anh em coi clip này coi kỹ nha, anh em mua ở đâu cũng được. Thì anh em nhờ mình tới kiểm tra, mình kiểm tra giùm cho, không có gì đâu. Rồi anh em vui anh em thay bình nhớt hai bình nhớt cũng được. Nhớt bên mình là nhập về cho nên chủ yếu là bên mình chơi thôi, chứ nói về lời thì nó không phải là cái nguồn doanh thu của shop mình nha anh em. Lời bình lời cái mấy chục ngàn thôi anh em. Rồi, giờ mình tiến hành đổ nhớt vô cho em trai ha. Con này á thì anh em lưu ý khi mà không thay lọc đó là 2 lít nha, thay lọc là 2 lít 2. Cái đó là mình đọc trong giấy nó nói vậy nha anh em. Đó. Còn anh em đổ có thể dư chút xíu, xị hai xị thì đi xa không sao nha, nhưng mà đổ thiếu chút xíu là máy nó xào nha anh em nha. Đó. Ok anh em. Vậy là xong cái phần thay nhớt ha. Bây giờ mình sẽ ra mình rửa xe rồi xong mình gắn cái chống đổ cho anh em rồi mình quay clip sau. Vệ sinh nhông sinh dĩa rồi mấy cái vệ sinh đơn giản này anh em cũng có thể làm tại nhà anh em. Đó. Sẵn mình tháo ra mình vệ sinh, em trai không có kêu nhưng mà mình vệ sinh luôn cho sạch. Đó, mấy cái chỗ này nè, mình không tháo ra là nó sẽ không thấy được. Đó, lát nữa mình chà sạch sẽ cho em luôn rồi mình lắp lại. Ok anh em. Rồi thì đã xong rồi anh em. Đó thì xe này chưa sang tên cho nên lên nhiêu đó thôi, từ từ chờ xíu. Rồi ok, bèn xuống cho chân cắm vô đó. Lên này bảo chống đổ là nó bảo vệ cục máy với lại bảo vệ các nước luôn đó. Con này thì lên gì nó mới đẹp. Rồi, thử nhớt mới. Đá chân trống lên. Khi vô mấy đồ cơ bản thấy sao? Đó, thấy nó đẹp hơn anh ơi, chạy bốc quá, nên nhớt bốc. Nhớt bốc không? Mà vô chống đổ này hợp lý đúng không? Anh tư vấn là hợp lý đúng không? Chứ vừa ra ra cái cục kia thì nó bảo vệ được có một xíu à. Đúng không? Còn cái này là bảo vệ được tới cái két nước luôn, tới cái này luôn, tới cái miếng này luôn. Yeah. Mà nó đẹp nữa, cái con này lên này nó hợp. Rồi ok, bye bye nha. Yeah. Rồi qua sang năm gặp lại. Em trai nhờ kiếm cái vỏ Michelin trước nữa mà không có lẻ anh em, tìm không có. Tướng em phải chạy với 8 với 1000, mấy con này nó cũng còn nhỏ. Rồi đề máy kéo ơi. Nhớ này nó bơm nhanh lắm. Kéo. Ok ok.